thi đấu chuyên nghiệp ở Manchester United 12 năm. Roy Keane là một phần lịch sử của câu lạc bộ có biệt danh quỷ đỏ thành Manchester. Nếu nhìn lại và phải tìm ra một con quỷ đầu đàn đích thực, Roy Keane sẽ là một trong những sự lựa chọn đầu tiên. Máu lửa, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đổ máu, liều mình vì màu cờ sắc áo, luôn đứng ra làm chỗ dựa cho đồng đội và thẳng tay dọn dẹp những cái tôi lớn trong phòng thay đồ. Roy Keane là hình mẫu tiêu biểu cho một người đội trưởng mẫu mực, một biểu tượng rõ nét nhất cho tinh thần thi đấu của Manchester United trong khoảng 2 thập kỷ trước. Ngày Roy Keane rời đi, quỷ đỏ như mất đi một phần linh hồn, những thành công vẫn đến trong khoảng thời gian vài năm sau đó, nhưng cái tinh thần, cái nhiệt huyết ngày nào đã theo chân gã giang hồ người Ireland rời khỏi nhà hát của những giấc mơ. Nhắc về Roy Keane là nhắc về một gã côn đồ đích thực của thế giới bóng đá. Ngay từ khi còn là một thanh thiếu niên, dòng máu chảy trong người Roy Keane là dòng máu của bạo lực, của những ngọn lửa trực chờ thiêu đốt người đối diện. Anh đánh nhau nhiều như cơm bữa, là người quen của những cuộc ẩu đả mẻ đầu sức tráng. Anh đánh người lạ, anh đánh đồng nghiệp, đánh cả đồng đội và đánh luôn cả phụ nữ. Thành tích bất hảo quá ư xuất sắc như vậy nên Roy Keane dường như chẳng sợ ai trên đời này. Những đêm nằm xuống trong đồn cảnh sát với anh không khác gì nằm trong khách sạn. Nhưng bóng đá có thể đưa những cậu bé đường phố ở Nam Mỹ thoát nghèo, có thể biến những gã vô danh trên sân cỏ châu Âu bừng sáng, thì cũng có thể làm cho một người như Roy Keane trở nên bất tử. Trong những ngày tháng ở Manchester United, anh là đại diện cho tinh thần quỷ đỏ, là ngọn lửa khát khao chiến thắng luôn bùng cháy và sẵn sàng thiêu đốt mọi đối thủ. Tiếp nhận chiếc băng đội trưởng của quỷ đỏ sau khi Eric Cantona rời đi, Roy Keane không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân rằng anh là một sự thay thế cực kỳ xứng đáng. Một mẩu chuyện vui về việc trao quyền chiếc băng đội trưởng khác như sau. Sir Alex Ferguson ngoài việc muốn trao cho anh chiếc băng thủ quân, còn muốn anh tiếp nhận chiếc áo số 7 huyền thoại của câu lạc bộ, nhưng anh từ chối và nhường lại cho David Beckham. Bởi vì theo anh, chức vụ đội trưởng không quan trọng bằng chiếc áo số 7. Điều đó thể hiện nhận thức rất rõ khả năng và vai trò bản thân trong tập thể của Roy Keane. Phẩm chất quan trọng ấy giúp anh luôn chiếm được lòng tin của Sir Alex. Trên sân, anh là hiện thân cho những gì ưu tú nhất của một người dẫn đầu. Anh song sáo và thi đấu như thể muốn nuốt chửng đối phương. Nhưng cổ động viên ngày ấy của Man United dường như cảm thấy an tâm hơn nhiều mỗi khi đội nhà có sự xuất hiện của Roy Keane. Bởi lẽ gã bặm trợn ấy bằng mọi giá sẽ đảm bảo cho ngọn lửa khát khao chiến thắng luôn bùng cháy. Do đó Roy Keane như là một nguồn lực thôi thúc các đồng đội phải thi đấu hết mình. Chỉ tính riêng cái uy của Roy Keane cũng đã khiến cho những người khác ở xung quanh không dám lên tiếng cãi lại. Ryan Giggs đã nói về Roy Keane bằng sự hài hước, kinh hả, hắn ta là một gã điên. Có Roy Keane trong đội hình, Manchester United có một thứ bản lĩnh đỉnh đạt đến đáng sợ được thể hiện qua những chiếc cúp từ lớn đến nhỏ. 7 lần đoạt chức vô địch quốc gia, 4 lần đạt FA Cup, 4 lần về nhất ở FA Community Shield và 1 lần đạt Champions League. Công lao của Roy Keane trong những chiến tích đó không hề nhỏ kể cả trước khi anh đeo băng đội trưởng. Có thể nói anh sinh ra là để cho Manchester United và câu lạc bộ này cũng là ngôi nhà lớn nhất trong cuộc đời đầy gai góc của Roy Keane. Những xung đột của Roy Keane với các đồng đội cũng không hề ít. Trong một buổi tối lời ra tiếng vào tại hơi men của rượu tại Hồng Kông năm 1997, anh đã hút gã thủ thành dữ dằn Peter Schmeichel một phát nổi đom đóm mắt. Nguyên nhân là vì những sự mâu thuẫn diễn ra trước đó trên sân cỏ và thủ môn người Đan Mạch phải đeo kính râm trong suốt những ngày sau đó. Thế mới thấy, Roy Keane không biết ngán ngại bất kỳ ai, dù đó là gã thủ môn cao 1m91, nặng 96kg. Còn cơ thể của anh thu súc hoàn toàn khi chỉ cao 1m78, nặng 81kg. Ngày Manchester United và Arsenal trở thành hai thế lực kinh điển của bóng đá Anh, linh hồn của những trận đụng độ đó là hai người đội trưởng. Roy Keane và Patrick Vieira thường xuyên phải đối đầu với nhau, và họ lao đầu vào nhau, trạm chán nảy lửa để giành lấy từng khoảng không nhỏ nhất cho đội nhà. Patrick Vieira có lẽ cũng là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Roy Keane. Và màn thư hùng của cả hai là thứ mà khán giả khắp nơi trên thế giới phải dõi mắt chờ đợi. Nhờ những lần đối đầu giữa hai đội, cái khí chất của người đội trưởng như Roy Keane mới được bộ lộ hết. Có rất nhiều những giai thoại mà kinh điển nhất là việc Patrick Vieira tìm sang phòng thay đồ của Man United để nói chuyện phải trái với Gary Neville. Và Roy Keane đứng ra bảo kê cho Neville có thể ra ngoài sân bóng an toàn. Tất nhiên không phải chỉ vì cái uy cực lớn mà Roy Keane có thể trở thành thủ lĩnh của một đội bóng vĩ đại như Man United. Tài năng của anh không tự nhiên đến mà phải trải qua rất nhiều những cố gắng hơn người. Roy Keane là mẫu cầu thủ cần mẫn nhất trên sân. Và ở vị trí tiền vệ trụ,
Chỉ có duy nhất Gattuso là có thể so bì cả về tài năng lẫn khí chất. Anh không ngại va chạm và là chốt chặn quan trọng nhất của đội nhà. Đôi lúc những lần dâng cao của anh tạo ra khá nhiều những bàn thắng và cơ hội cho đồng đội. Nhưng bản tính hung hãn và không biết kiềm chế đã làm cản bước Rokin đến sự vĩ đại hơn nữa. Nếu như Eric Cantona với cú cung phu vào khán giả đã là một chuyện gì đó quá sức tệ hại thì Rokin thậm chí còn làm những việc tệ hơn thế và thậm chí là rất nhiều lần. Không khó để tìm kiếm những đoạn video xấu xí của Rokin trên sân cỏ. Mà đỉnh điểm là màn trả thù đối với Anfi Hà Lan khi cầu thủ này đã chơi xấu với anh nhiều năm về trước. Cú đập đó làm Anfi Hà Lan tiêu tan sự nghiệp. Còn Rokin về sau tự nhận mình không hối hận mà thậm chí còn rất hả hê. Đỉnh điểm là vào năm 2005, Rokin đã lên tiếng rất gay gắt với các đồng đội và bật lại bằng những từ ngữ khó nghe với Sir Alex Ferguson. Với một huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc và nặng tay với các cái tôi lớn, Sir Alex đã quyết định để Rokin ra đi. Ngày Rokin ra đi, anh tự vẫn bản thân mình với rất nhiều thứ. Anh đi lòng vòng trong sân nhà và nhận ra tình yêu dành cho bóng đá trong anh luôn còn trọn vẹn nếu được cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Anh tâm sự trong cuốn tự truyện của mình sau khi chia tay Man United. Tình yêu với bóng đá của tôi đã chết đi một nửa. Tôi không còn thiết tha những trải nghiệm mới nữa. Màu đỏ của Manchester United cũng là màu đỏ đang chảy trong huyết quản của tôi. Anh yêu câu lạc bộ này rất nhiều và anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để mang về đây những danh hiệu. Tình yêu của anh dành cho Quỷ Đỏ không được anh thể hiện bằng những câu nói yêu thương thông thường, mà bằng những hành động cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khi Man United đã để thua quá nhiều trận, anh thẳng thắn nhận xét những chiếc Rolex, xe hơi và nhà cửa đã lấy đi khát vọng chiến đấu của cả đội. Không thể có chuyện đội bóng như Manchester United lại chịu cảnh trắng tay trong 2 năm. Ngày Rokin không còn ở lại nhà hát của những giấc mơ, nửa đỏ thành Manchester chưa tìm được quỷ đầu đàn nào khác có tầm ảnh hưởng lớn như vậy nữa. Gary Neville, Nemanja Vidic hay là Wayne Rooney đều là những cầu thủ giỏi và đều rất xứng đáng với tấm bằng đội trưởng. Thành công của đội trong khoảng thời gian đó cũng không phải là ít, nhưng cả ba đều không có cái uy khiến cả phòng thay đồ phải im bặt mỗi khi cất tiếng. Còn Michael Carrick hay Antonio Valencia không thể nào chấn áp được những cái tôi quá lớn trong phòng thay đồ. Khi Sir Alex Ferguson giải nghệ cũng là lúc ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần bất diệt của Quỷ Đỏ vĩ đại dần vụt tắt và còn lại rất nhiều những ngổn ngang. Không tính những huấn luyện viên khác đến rồi đi, cái mà Manchester United đang thiếu đó là người thủ lĩnh truyền nhiệt huyết cho các cầu thủ khác trên sân. Nhìn những cầu thủ của đội hiện giờ quá chú trọng vào hình ảnh của bản thân và để lại trên sân là những màn trình diễn nhạt nhòa, người ta lại càng thấy nhớ về Rokin hơn bao giờ hết. Người sẵn sàng tặng cho những thành phần đó cú đấm đau điến và hét vào mặt từng người một khiến họ phải chiến đấu, phải cố gắng hơn nữa, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Rời khỏi Man United, Rokin sang Celtic thi đấu trong một mùa giải rồi giải nghệ ở tuổi 35. Thực ra anh vẫn còn có thể thi đấu thêm vài mùa nữa. Nhưng như đã nói ở trên, niềm vui với trái bóng của anh đã ở lại với sân Old Trafford, nơi anh dành trọn vẹn những gì đẹp nhất ở đó. Không lâu sau đó, anh đã theo nghiệp huấn luyện viên và đã dẫn dắt các câu lạc bộ như Sunderland. Ngày anh được gặp lại Patrick Vieira trong một chương trình truyền hình cũng là ngày cả hai ôn lại những ký ức hào hùng mà cả hai đã từng đổ máu. Người ta mới nhận ra rằng những trận đấu giữa Man United với Arsenal ở quá khứ mới thực sự là trận đấu của những người đàn ông. Nơi thù hận giữa hai đội được phân định bằng những trận đấu nảy lửa, không khác gì những trận chiến sinh tử. Điều mà hiện tại đã không còn nữa ở cả hai đầu chiến tuyến. Nhắc về Rokin là nhắc về một gã côn đồ không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả huấn luyện viên. Nhưng ẩn sâu bên trong hình hài xu xì đó là một quyết tâm chiến thắng cao độ, không cho phép bản thân và đồng đội gục ngã dù bất cứ lý do gì. Anh sẵn sàng xả thân để giúp đội nhà giành được lợi thế dù là nhỏ nhất và bảo vệ đồng đội trước những cầu thủ của đối phương. Trong mắt của những người yêu bóng đá, họ có thể đơn giản không thích anh bởi những gì đã nói ở trên. Còn đối với cổ động viên Manchester United, Rokin là đại diện cho ngọn lửa tinh thần của bầy quỷ đỏ, là ngọn cờ đầu kéo cả tập thể đến với thành công. Càng chán nản những màn trình diễn của Man United, người ta lại càng hoài niệm về những màn trình diễn trong quá khứ, nơi mà con quỷ đầu đàn Rokin ở đó gầm vang và giúp đội nhà ca khúc Khải Hoàn